Huấn luyện viên Didier Tholot từng nói, Quang Hải đã cân nhắc kỹ khi chọn Pau FC, bởi nếu chúng tôi chơi bóng dài, chắc chắn cậu ấy sẽ không ở đây. Thực sự là Quang Hải không hề nói dối khi tiết lộ đã tìm hiểu về Pau FC, về lối chơi và phong cách chiến thuật. Anh hẳn cũng biết rõ huấn luyện viên Didier Tholot không hề đặt nặng vấn đề thể hình và cố gắng phát triển lối chơi kỹ thuật thay vì dựa vào thể lực. Những cầu thủ cao lớn và giàu sức mạnh không bảo đảm tạo nên một đội bóng tốt. Ông nói trong cuộc phỏng vấn cách đây vài năm, bóng đá là chơi với trái bóng và tôi muốn các cầu thủ bước ra thể hiện bản thân. Đây là một trong những yếu tố định hình phong cách của Pau FC, khiến họ trở nên khác biệt so với phần còn lại của Leicester vốn thiên về thể lực và phát triển những đường bóng dài. Huấn luyện viên Didier Tholot muốn các học trò ghim quả bóng dưới mặt đất, thực hiện các pha phối hợp ngắn và nhanh, đồng thời phát huy kỹ thuật cùng sự sáng tạo. Dù là một đội bóng khiêm tốn và có mặt ở Leicester không lâu, song Pau FC vẫn theo đuổi thứ bóng đá thú vị. Tới Pau FC, bất chấp chiều cao khiêm tốn, Quang Hải đủ khả năng để trở thành một phần của đội bóng. Lưu ý, huấn luyện viên Didier Tholot cũng đã nghiên cứu các clip về Quang Hải. Ông biết anh sẽ mang lại những gì. Không thiếu đất diễn, nhưng Quang Hải buộc phải nâng cấp thể trạng bản thân lên một tầm cao mới nhằm phù hợp với các đòi hỏi về chiến thuật của huấn luyện viên Didier Tholot. Để chơi bóng, điều đầu tiên phải có bóng. Vì vậy, huấn luyện viên của Pau FC nhấn mạnh cần phải thu hồi quả bóng càng nhanh càng tốt và 11 cầu thủ đều phải nỗ lực cùng nhau di chuyển rồi giành lại quả bóng trong thời gian ngắn nhất có thể. Từ lâu, huấn luyện viên Didier Tholot đã nhận ra rằng bóng đá đang thay đổi. Hai câu hỏi lớn nhất vào bây giờ là: ngay sau khi bạn mất bóng, bạn phải làm gì? Và ngay sau khi có bóng, điều gì phải làm tiếp theo? Ông cho biết, quá trình chuyển đổi trạng thái rất quan trọng. Đó là khoảnh khắc nguy hiểm, nhưng đồng thời có thể gây ra nguy hiểm cho đối phương. Đó là lý do chiến lược gia 58 tuổi ít quan tâm tới vấn đề về kiểm soát bóng. Theo ông, thống trị theo cách ấy chẳng có ý nghĩa gì. Và Barca thời Pep Guardiola khiến nhiều người lầm tưởng sở hữu bóng là yếu tố mang lại thành công mà không biết rằng chỉ họ mới có thể chơi kiểu đó. Ngoài ra, huấn luyện viên Didier Tholot cũng không phải nô lệ của chiến thuật. Hệ thống chiến thuật phụ thuộc vào phẩm chất các cầu thủ đang có. Ông cho biết, với những con người ở Pau FC, ông chủ yếu triển khai 4-2-3-1. Như đã thấy ở các trận đấu giao hữu vừa qua, Pau FC luôn ra sân với sơ đồ này và Quang Hải được thử nghiệm ở vai trò số 10 hoặc chạy cánh phải. Mặc dù vậy, huấn luyện viên Didier Tholot cũng nói thêm, sơ đồ có thể thay đổi trong suốt trận đấu tùy vào các diễn biến. Vào một lúc nào đó, vì hoàn cảnh đòi hỏi, ông không ngại đưa ra những điều chỉnh táo bạo. Ví dụ, huấn luyện viên Didier Tholot hiếm khi sử dụng sơ đồ 3 hậu vệ. Thường thì khi phòng ngự, số 6 sẽ lùi về để kết hợp với hai trung vệ, đủ để mang đến sự chắc chắn. Tuy nhiên, trong trận lượt về với Rodez mùa trước, Pau FC đột nhiên ra sân với sơ đồ lạ lẫm 5-2-1-2. Nó lập tức phát huy tác dụng. Đội quân của huấn luyện viên Didier Tholot không chỉ cắt đứt mạch 3 trận toàn thua trước đó, mà còn tạo nên chiến thắng đậm đà nhất mùa giải 4-0. Một trong những lý do khiến các cầu thủ Pau FC có thể thoải mái chuyển đổi các hệ thống chiến thuật là các buổi tập cũng như họp chiến thuật và phân tích video. Huấn luyện viên Didier Tholot luôn hướng dẫn chi tiết các học trò về vai trò của họ, nơi họ được định vị, cách thức di chuyển và cả điều ông mong muốn từ họ. Ông luôn đề cao tính tập thể và nhấn mạnh, ngôi sao duy nhất chính là đội bóng. Điều này nghe có vẻ quen. Phải rồi, Quang Hải, người luôn chiến đấu vì ngôi sao trên ngực đội tuyển Việt Nam, sẽ sớm thấy được sự thân thuộc ở Pau FC. Còn chúng ta, thêm một lần nữa phải thừa nhận, Hải đã tìm hiểu rất kỹ Pau FC trước khi đưa ra quyết định.